traffic busy, but they follow the direction. Giao thông rất là bận rộn, nhưng tất cả mọi cái xe đều đi chung với nhau, đi chung tuyến với nhau, cho nên không bao giờ có bị kẹt hay bị xảy ra tai nạn. Mọi người thấy không? Hai tuyến xe bên tay phải giao thông và hai tuyến xe đi ngược chiều lại bên tay trái. Phần ở giữa là tôi đang đứng. Tức là đường này 6 làn xe. Bây giờ đèn đỏ, tới bên kia đi. Sau khi đèn đỏ tắt, đèn xanh lên thì tôi mới được đi. Giao thông trật tự an toàn. Đến khi nào Việt Nam mới có được cái sự điều khiển như vậy và tiến bộ như vậy? Các bác thấy đó, bây giờ tới phiên bên kia đi. Và một lane nữa nó đi bên của trái. Các bác thấy không? Tức là ba lane đang làm hoạt động. Bây giờ tới phiên bên tôi đi. Một sự giao thông rất là bình yên. Tuy rằng rất là nhiều xe ở đoạn đường này. Bây giờ tôi có thể rẽ trái được. Thank you for watching.